Chào các bạn, tôi rất vui khi được gặp lại các bạn ở bài số 2. Ở bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về môi trường, vị trí văn phòng. Trước khi đi vào bài mới, tôi sẽ hệ thống lại kiến thức bài cũ cho cả lớp. Ở bài 1, chúng ta đã được học về tổng quan quản trị văn phòng. Các bạn đã nắm được 4 nội dung chính như sau. 1 là vai trò của công việc văn phòng. 2 là tìm hiểu về dữ liệu và thông tin, phân biệt được sự giống và khác nhau giữa dữ liệu với thông tin. 3 là tìm hiểu về hệ thống công việc văn phòng. Và cuối cùng là nắm được những yếu tố thuộc về môi trường bên trong, môi trường bên ngoài và sự ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của tổ chức. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, tôi và các bạn cùng nhau giải quyết 3 vấn đề chính. Thứ nhất là các cách để chọn vị trí đặt văn phòng. Thứ hai là làm thế nào xây dựng được môi trường văn phòng hiệu quả. Và thứ ba là các cái phương pháp để bố trí văn phòng hợp lý. Chúng ta cùng nhau đi vào phần đầu tiên là các cách để chọn vị trí văn phòng. Phần này bao gồm 3 nội dung chính. Một là tìm hiểu tại sao tổ chức cần tìm vị trí đặt văn phòng. Hai là xem xét các yếu tố khi quyết định chọn vị trí đặt văn phòng. Và thứ ba là cái phương pháp ma trận để tìm vị trí đặt văn phòng. Phần thứ nhất, theo các bạn, tại sao tổ chức cần tìm vị trí đặt văn phòng đây? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi sẽ hệ thống lại, tóm tắt lại những cái nguyên nhân chính như sau. Một là khi tổ chức mới thành lập. Một trong những cái yêu cầu cơ bản và quan trọng đầu tiên là họ phải tìm cái nơi đặt vị trí đặt văn phòng. Vì sao ạ? Vì văn phòng không đơn giản là cái nơi mà bạn và nhân viên làm việc, mà còn là nơi để khách hàng tìm đến bạn, các tổ chức khác biết đến bạn, là nơi để giao dịch và ký kết hợp đồng. Cái nguyên nhân thứ hai dẫn đến tổ chức cần tìm vị trí đặt văn phòng đó chính là khi tổ chức sáp nhập. Trước khi sáp nhập thì mỗi tổ chức cũ đều có cái vị trí đặt văn phòng rồi. Nhưng mà sau khi sáp nhập thì cần tìm cái vị trí mới duy nhất để cho cái tổ chức mới này. Nguyên nhân thứ ba đó chính là khi mà quy mô mở rộng. Quy mô hoạt động của chúng ta trong dài hạn có khả năng mở rộng, tăng về khối lượng vốn, khối lượng tài sản, tăng về nhân sự, tăng khối lượng công việc. Vì vậy cái vị trí cũ có khả năng không thể đáp ứng được. Ta cần phải tìm cái vị trí mới để đáp ứng được cái khối lượng công việc, đến cái số lượng nhân sự khi quy mô tăng lên. Một nguyên nhân cũng không kém phần quan trọng là khi chúng ta đã hết hạn hợp đồng. Giả sử bây giờ bạn ký hợp đồng 3 năm đối với một công ty cho thuê văn phòng và hết thời hạn đấy, nếu bạn không tiếp tục gia hạn hợp đồng thì chúng ta cần phải tìm cái vị trí đặt văn phòng mới để chúng ta chuyển đến. Còn có rất nhiều các nguyên nhân khác dẫn đến tổ chức cần tìm vị trí văn phòng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở bên ngoài. Chúng ta sang phần tiếp theo là các yếu tố mà khi tổ chức cần xem xét chọn vị trí đặt văn phòng. Có rất nhiều yếu tố, chúng tôi tóm lược một số yếu tố quan trọng như sau. Một là do khối lượng công việc văn phòng. Đây là yếu tố cơ bản đầu tiên và quan trọng nhất khi mà tổ chức xem xét chọn vị trí đặt văn phòng. Vì sao ạ? Nếu cái khối lượng công việc văn phòng quá nhiều, chúng ta phải tìm cái vị trí nào đủ rộng, đủ lớn, có thể đáp ứng, có thể chứa đựng được cái khối lượng công việc đấy. Và nếu mà cái khối lượng công việc nhỏ thì ta cũng không nên mà chọn cái vị trí nào mà quá rộng, quá to, như vậy sẽ lãng phí. Yếu tố thứ hai cần xem xét đó chính là số lượng vị trí. Số lượng vị trí tức là cái số lượng về chi nhánh, địa điểm mà công ty chúng ta đang hoạt động. Giả sử công ty tôi chủ yếu hoạt động ở Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi chủ yếu đặt văn phòng ở 3 địa điểm đấy thôi. Nếu mà tôi đặt ở chỗ khác, chỉ khi tôi chọn văn phòng đại diện để làm nơi giới thiệu và giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng, còn tôi thường sẽ chỉ mở văn phòng ở những nơi tôi hoạt động thôi. Yếu tố thứ ba là liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực và nguồn vật lực là hai yếu tố đầu vào rất quan trọng đối với hoạt động của một tổ chức. Nếu mà tôi có được cái thu hút và có được cái nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng sẽ hiệu quả cho hoạt động của văn phòng. Cái yếu tố này tùy thuộc vào cái lĩnh vực kinh doanh, cái hoạt động của từng công ty, từng tổ chức. Giả sử tôi là công ty kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, thì tư vấn sản phẩm của nó là dịch vụ,
cần cái nguồn nhân lực với chất lượng cao và đào tạo tốt thì tôi nên đặt văn phòng ở chỗ trung tâm. Còn khi mà tôi là công ty sản xuất kinh doanh thì cái nguồn lao động chỉ cần là lao động phổ thông thôi, như vậy tôi sẽ không cần đặt vị trí văn phòng trong trung tâm nữa.